Thưa quý khán giả, từ lâu, công việc đồng áng luôn nhọc nhằn vất vả. Người lao động vì thế phải một nắng hai sương, khốn khó đổ từng giọt mồ hôi mặn đắng bên ruộng cạn đồng xa. Hy vọng từ sự chịu thương chịu khó, họ có thể mang đến vị ngọt mát lành bằng đôi tay cần cù lao động. Thưa quý khán giả, đến với quê hương Bến Tre, nơi vùng đất còn nhiều hoang sơ, đại hòa lộc thuộc huyện Bình Đại, những người thực hiện chương trình bắt gặp hình ảnh hai người phụ nữ chân lắm tay bùn nhưng vẫn cặm cụi với công việc nhổ năng để có thêm chút tiền lo cho các thành viên giữa cảnh nhà còn nhiều khốn khó. Đầu tiên là hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Gừng, ngụ ấp Bình Quầy 1. Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Những cánh đồng đang heo hút nằm sâu giữa đồng xa, quanh năm úng ngập với phèn chua hay muối mặn. Từ chục năm nay là nơi chứng kiến câu chuyện vượt khó kiên cường của bà Trần Thị Gừng, người phụ nữ tuổi ngoài 50, một mình mạnh mẽ vươn lên giữa khó nghèo. Từ khi chồng và con lâm bệnh ngặt nghèo, cảnh nhà rơi vào biến cố, gắn bó nơi vùng quê nghèo với nghề nhổ năng mướn bấp bênh, bà Gừng hiểu rằng đồng tiền mồ hôi nước mắt vốn không dễ dàng cho tuổi xế chiều khi sức khỏe vốn nhiều suy yếu. Cố gắng lấy công làm lời, 4 năm nay bà Gừng lặn lội tận những cánh đồng xa không dưới 10 km để nhổ từng cọng năng bé nhỏ mọc hoang dại, mang ra chợ đổi chút tiền áo cơm cho gia đình. Năng năng bịch thì nó ngọt hơn năng thưa. Năng nào mà nó bịch á thì nó mủ năng dữ lắm, nó mủ năng nó ăn vô tay mình thì nó đỏ ao cái tay luôn. Bữa nào nhiều á thì bán 60-70 ngàn. Còn ít thì bán 30, 20 cũng có. Một ngày vất vả với nắng mưa nơi đồng sâu, ước mong của người thợ nhổ năng này là có thể bán được hết năng trong buổi chợ nghèo. Dọn dẹn 5 ngàn cho một bó năng đã được lột vỏ, sạch đẹp, ngọt lành. Chính là sự chắc chiêu mà bà quyết lòng giữ dẹn để làm vừa lòng người mua kẻ bán. Mình nhỏ thì mình đi, có khi mình lội đầu này tới đầu kia cũng có gai góc rồi nó cũng sóc vô giò. Mình cũng vuốt vuốt đại cái rồi mình đi nhổ tiếp chứ đâu có ngồi đó mà lễ thì biết chừng nào có năng. Những nhọc nhằn trong nghề nhổ năng dẫu vất vả nhưng không làm khó được người vợ và người mẹ này. Hơn nỗi lo về căn bệnh đau khớp của chồng cùng sức khỏe của Hiền, đứa con trai duy nhất đang chịu căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối hành hạ 2 năm nay. Từng là một người con khỏe mạnh, từng có một mái ấm gia đình riêng, thế nhưng từ khi phát bệnh nan y, con dâu bỏ đi, lòng cha mẹ già càng quặn thắt niềm đau khi nghĩ về tương lai của đứa con trai bất hạnh. Khi vì cảnh nhà túng thiếu mà không tiền để chạy chữa cho con. Lúc từ ngày hiện bệnh tới giờ là khổ nhất á. Bệnh không có tiền luôn, đi dai đi cầm ruộng, có mấy con ruộng cầm hết luôn, không có tiền chuộc luôn. Cha nói với tôi mà không còn khỏe mạnh thì không biết nói sao nữa. Khi suy nghĩ mà sợ mà có gửi mà thước nó, bỏ nó, không có ai lo cho nó. Xót lòng trước cảnh nhà nhiều biến cố chập chùng mà chỉ mình bà là chỗ dựa duy nhất, bà Gừng cố gắng làm mọi điều có thể để mong sức khỏe của con được ổn định. Không hề từ bỏ những vất vả khó khăn hôm nay chính là cách mà người vợ người mẹ này đối đầu cùng bao biến cố trong đời. Một đời vất vả mưu sinh, nhưng nỗi lo vẫn còn quằn nặng vai bà Gừng vì chồng bệnh, con đau mà công việc nhổ năng lại lắm bấp bênh thăng trầm. Cùng hoàn cảnh khó khăn như bà Gừng là chị Nguyễn Thị Sim, ngụ ấp Bình Lộc.
Người phụ nữ yếu ớt vì căn bệnh phong bẩm sinh đã trải qua hai lần mất mát người thân, một mình nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học bằng từng cậu năng mỏng manh của quê nghèo. Sau đây là hình ảnh về gia đình của chị Sim, mời quý khán giả cùng theo dõi. Mất mát luôn là sự đau đớn nhất của đời người. Thế nhưng với chị Sim, nỗi lòng ấy lại càng nhân đôi khi cách đây 6 năm, chồng chị qua đời vì bạo bệnh. Và chỉ 4 năm sau đó, người cha cũng vĩnh viễn ra đi vì tuổi cao sức yếu. Thân cò đơn độc mưu sinh, người mẹ này dặn lòng phải nén chặt nỗi đau để vững vàng nuôi dạy hai con nên người. Dù Huỳnh Như đang học lớp 6 và Duy Thanh mới học lớp 3, nhưng hai chị em đã hiểu được sự vất vả của mẹ nên tự bảo ban nhau phải học tập cho thật tốt để mang đến niềm vui cho mẹ, để mẹ an lòng cho những chuyến vắng nhà đi làm xa. Theo nghề nhổ năng từ thời trẻ, người phụ nữ tưởng chừng yếu ớt này lại bền bỉ trên mọi chặng đường phía trước. Dẫu căn bệnh phong bẩm sinh bao lần hành hạ cơ mặt và gây đau nhức tay chân, nhưng chị Sim vẫn cố gắng lặn lội đi tìm những cọng năng non như tìm nguồn sống cứu cánh duy nhất cho gia đình ba thành viên. Mặc cho những hiểm nguy khi một mình nơi đồng quan vắng lặng, hay đôi lúc vô tình đạp phải mài ốc cây nhọn, nhưng người phụ nữ này vẫn nhanh nhẹn nhổ từng cọng năng bằng kinh nghiệm làm nghề nhiều năm mà mình tích góp được. Năng này là năng bột, mình ăn được. Còn cái loại năng kia là loại năng kim, nó cọng nhỏ nhỏ vậy nè, là nó không có ăn được. Có năng bột này nó bự vì nó có chọt non rồi về mới ăn được. Còn năng kia ăn nó đắng. Nhổ năng nó có khó, cái mình nhổ mình phải làm sao rồi cho cọng năng nó bị đừng có đứt cái khúc thế này nè. Đứt cái khúc này mất, cái khúc non này không ăn được. Thân cò lặn lội sớm trưa, chị mong sao giỏ năng được đầy để chị có thể mang về số tiền đủ đổi gạo và tập sách cho các con khi ngôi nhà nhỏ thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Thương con thơ nhỏ dại, xót lòng trước cảnh khốn khó từng bữa trao cháo của gia đình. Và đâu đó nỗi sợ mơ hồ một mai ước mơ đến trường của các con sẽ dang dở, nên người mẹ này vẫn bền bỉ tiếp tục cuộc hành trình vượt khó bên từng bó năng nơi quê nghèo. Dẫu những trầy trật của cuộc đời vẫn chưa qua đi, nhưng nơi trái tim chị Sim và cả bà Ngừng luôn hy vọng rằng bằng tình yêu thương và tay nghề nhổ năng của mình sẽ mang đến hạnh phúc và bình yên cho gia đình vào một ngày không xa. Con đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Vượt Qua Thử Thách của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Với sự tài trợ của công ty ADC mang đến sự tốt lành. Quý bà con thân mến, đời người có lúc phải đối mặt với những khó khăn và quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải cố gắng vượt qua những khó khăn và thử thách ấy bằng chính ý chí và nghị lực của mình. Trong cuộc sống của chúng ta thì có khá là nhiều những ngành nghề để chúng ta lựa chọn với mong muốn là trang trải cuộc sống cho những thành viên trong gia đình đỡ vất vả hơn. Với những cây năng mọc hoang, quý vị cũng biết là đã mang lại biết bao nhiêu là những đồng tiền về cho gia đình của hai hộ gia đình mà chúng tôi muốn mời quý vị gặp gỡ ngày hôm nay. Nào, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón hai nhân vật từ trong phóng sự bước ra chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chị Sim đến từ Bến Tre.
Dạ bắt tay chị. Dạ khỏe ha. Thi đấu với chị Siêm đó chính là cô Gừng, cũng đến từ Bến Tre luôn. Chào cô. Rồi bây giờ hãy cùng với Phương Hiếu trò chuyện thêm với hai người phụ nữ này. Hồi nãy về vô thấy bà con đông quá, cổ vũ cho mình, chị có hồi hộp không nè? Hồi hộp mà cũng cố gắng vượt lên. Có lẽ là Phương Hiếu còn khâm phục chị hơn. Khi mà chị đã vượt qua hai nỗi mất mát thì một mình chị phải đối chọi với những khó khăn trong thời gian qua như thế nào ạ? Chồng chết thì cha chết vậy thì nỗi khổ cũng buồn quá, mà được cố gắng để vượt qua để còn hai đứa con mình. Dạ, vì con là... mày cố gắng vượt qua. Dạ đúng rồi. Cái công việc của chị á làm Hiếu rất là thắc mắc nha. Mà nhỏ có đó có khó không chị? Khó. Mình phải nắm từ từ chị, nhỏ mạnh quá thì nó bị đứt cộng năng. Dạ. Đứt cộng năng rồi thì nó không có ăn được. Nhưng vậy nhưng mà một ngày mình nhổ được nhiều không? Một ngày nhổ chừng 5 bó hả? Tiền? Bó bán 5.000. Rồi tiền nào mẹ ăn, rồi tiền nào hai con ăn? Hai con ăn mẹ nhịn. Hai con ăn mẹ nhịn. Quý vị thấy không, có hoàn cảnh nó khó khăn như vậy đó. Hôm nay sẽ là cái cơ hội để có chị để chị có thể vượt qua hai phần thử thách của chương trình. Đúng mình rồi. Sẽ có thể cải thiện cuộc sống để hoàn thành cái tâm nguyện một người mẹ nha chị nha. Thưa quý vị, với cái công việc nhổ năng này Phiếu biết được là rất là cực nhọc, rình rập những cái rủi ro rất là nhiều. Tuy nhiên thì chị Sim cũng luôn bám trụ công việc này, và không chỉ riêng chị Sim, cô Gừng cũng vậy nữa. Tuổi thì cũng đã cao rồi phải không cô? Có lẽ Hiếu nghĩ là với những cái người mà trạc tuổi cô Gừng thời điểm này, có lẽ là đang rất là thoải mái khi có con có cháu phụng dưỡng. Mình thì phải nay lưng vất vả làm trong tình trạng là chồng bệnh, phải không? Rồi con cũng bệnh nữa. Thế thì cô có tuổi thân không? Để tuổi nha, có khi khóc một mình luôn á. Khóc một mình suốt mà. Nó khỏe thì ở nhà với cha nói tôi đi nhổ năng rồi nha. Khi về bán được 5 chậu cũng có, 3 chậu cũng có. Khi nào đi á, người ta nhổ nhiều quá mình nhổ không có. Thì cô có sợ là nếu một ngày nào đó mà cô không có làm được nữa, không có nhổ năng được nữa thì ai sẽ lo thuốc thang cho chồng và cho con hả? Chừng nói tới đó thì biết chứ, giờ cũng mình suy nghĩ mình được khỏe giờ nào thì mình cứ đi làm ngày nấy, lo cho con cho chồng. Cho nên là ngày hôm nay sẽ là một cái dịp để cô có thể cải thiện cái cuộc sống gia đình của mình. Nhưng mà cô ơi, bây giờ chị Sim này nhìn là chỉ nhẻo tuổi hơn mình đó cô. Cô sợ mà cô làm lại chỉ không? Dạ thì cũng mình ráng vượt qua. Ráng vượt qua hả? Chị có vượt qua hai phần tranh tài thì cô nè cũng như là chị Sim đây mới có cái cơ hội để giúp cuộc sống gia đình mình đỡ vất vả hơn ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tranh tài đầu tiên. Dù là khó khăn như thế nào, dù là cực khổ như thế nào, nhưng bước vào tranh tài là phải quyết chiến quyết thắng nha cô, nha chị. Cố gắng nha. Và để xem với phần tranh tài đầu tiên của vượt qua thử thách ngày hôm nay, ai sẽ là người giành chiến thắng và thể hiện bản lĩnh của mình với 1 phút 30 giây. Chào mừng quý bà con đang đến với phần tranh tài đầu tiên của vượt qua thử thách ngày hôm nay. Ban tổ chức chuẩn bị ở trên đó là hai cái xề năng rất là nhiều. Cô chị Sim cũng đừng có lo. Chương trình đã luôn mời đến đây ha những nghệ sĩ ha, vừa đẹp trai nè ha, vừa nhiệt tình nè ha, vừa duyên dáng nè ha. Trời đất ơi, hùng thổ ơi, hùng thổ. Gì vậy không biết nữa. kêu cái gì, mình còn về Bến Tre gặp bà con kìa. Chào bà con đi. Trời ơi, chào bà con. Bến Tre là có một cái đặc sản ở dưới Bến Tre này, đố anh Hiệp biết là cái gì? Trời, đơn giản vậy mà cũng đố nữa. Ở Bến Tre đặc sản là dừa đúng không bà con? À, mà ngoài cái món dừa kho đó ra, đố Thuận á là còn đặc sản gì ở Bến Tre nữa? Dễ ở món gì? Kẹo dừa. Trời đất ơi, bây giờ anh nói em nghe nè, em về Bến Tre ăn năn không? Anh bởi vậy ăn năn thì ở đâu ăn không được, thành tâm là ăn được thôi. Ở nhà mình cũng ăn năn được, ở đâu mình cũng ăn năn được, tại sao phải về Bến Tre ăn năn? Cái ăn năn của em á là cái ăn năn, hiểu không? Còn cái ăn năn của anh á là cũng là ăn năn, hiểu không? Không hiểu. Rồi. Bây giờ vậy nè, cái ăn năn của anh á là phải về Bến Tre, bởi vì cái đó là đặc sản ở Bến Tre mới ăn năn được. À, cây năng. Ừ. À hiểu rồi. Không, lúc mà em đi lên đây em thấy mấy cái cánh đồng năng á. Ừ. À, cái này em hỏi anh mà anh nói em ngu là em giận đó nha. Ví dụ như mình muốn xuống dưới mình hái năng á. Ừ. Thì giờ mình xăng quần lên, mình xuống mình hái. Ừ. Hay là mình đứng ở trên bờ á, cái mình lấy cái tay mình ngắt ấy gọi là cái năng nó tự trồi lên cái mình hốt em về vậy. Thôi bây giờ em muốn biết chính xác về cái món đặc sản năng này á. Dạ. Thì chúng ta đến cái vượt qua thử thách gặp hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đồng ý không? À, dạ đồng ý. Chúng ta đến vượt qua thử thách mà hôm nay sẽ được giới thiệu hai gương mặt rất là quen thuộc, đó chính là diễn viên Hòa Hiệp và diễn viên Hùng Thuận.
có lẽ là không có quá xa lạ đối với Hòa Hiệp nữa. Và có lẽ lần nào trở lại thì Hòa Hiệp cũng được trải nghiệm rất là nhiều. Sau khi mà đến với chương trình Vượt Qua Thử Thách thì Hòa Hiệp được gặp gỡ những cái hoàn cảnh cũng như là những nhân vật đã cố gắng vươn lên không ngại khó khăn. Thì chính những điều đó mà giúp cho Hiệp có cái vốn sống khi mà thể hiện những cái vai diễn của Hòa Hiệp kìa. Mình có thêm cái chất liệu sống, cả chất liệu trong cái nghề diễn đó, phải không? Đúng rồi. Vâng, vâng, các bạn sẽ coi Hương Thuận. Cũng vô tình thì đây là lần đầu tiên thứ ba Thuận tham gia chương trình Vượt Qua Thử Thách đó. Gì kỳ á, lần đầu tiên mà thứ ba là sao? Lần nào cũng là lần đầu tiên thôi. Gặp nhân vật mà, không? Lần đầu tiên gặp nhân vật, đúng không? Đúng rồi. Ở đây hôm nay có hai nhân vật mà chúng ta cần được chia sẻ, như là Hòa Hiệp và Hùng Thuận thấy từ nãy giờ, đó chính là chị Sim và cô gần đây. Trong cuộc sống ai cũng có vất vả, nhưng mà cái sự vất vả nó đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ. Cô đã phải làm tất cả mọi thứ, phải lao động để lo cho chồng, lo cho con, lo cho cả gia đình. Thì cái sức mạnh ý chí và cái tiềm năng trong con người của cô nó phải lớn, và nó lớn gấp hơn những người bình thường rất nhiều. Con rất là cảm phục cô. Theo Hòa Hiệp đó thì công việc này thật sự rất là vất vả, vừa phải dầm nắng nè, dầm mưa nè, rồi mình phải lội xuống thì nó gặp rất là nhiều nguy hiểm. Cho nên là ngày hôm nay thì với cái trải nghiệm và cái cảm nhận rõ ràng nhất đã từng tham gia Vượt Qua Thử Thách, thì chắc chắn là dù là nghệ sĩ nào hỗ trợ trai đi chăng nữa sẽ giúp cho chị Sim hay là cô gần đây sẽ thật sự bản lĩnh để vượt qua hai thử thách của chương trình nha. Cùng tìm ra nhân vật mà mình sẽ hỗ trợ ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Rồi, xin mời. Hòa Hiệp sẽ hỗ trợ cho chị Sim. Chị Sim. Nếu vậy thì chắc chắn em là cô gần rồi. Thì hy vọng là em với chị sẽ phối hợp ăn ý để vượt qua hai vòng thử thách, và đặc biệt là đến vòng đặc biệt có những món quà đặc biệt. Chị đồng ý không? Đồng ý. Được. Dạ cô ơi, cô cứ yên tâm, con sẽ giúp cô hết mình. Mình cứ làm và con và cô sẽ cùng phối hợp để đem về một chiến thắng oanh liệt nhất. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay của mình tinh thần cho cả hai đội. Quý vị thân mến, chúng ta đến với phần tranh tài đầu tiên để xem phần tranh tài đầu tiên là gì. Ở đây chúng tôi có chuẩn bị mỗi bên đó là trên 1,5 kg năng. Thưa quý vị, và với năng này thì như mọi người chỉ dính là bó lại, mỗi bó như vậy là 300g được cân cẩn thận. Sau khi bó xong cột lại bằng dây luộc như thế này, cột lại xong thì người chơi phụ sẽ là người cầm và chúng ta cắt cái bó năng để cho cái bó năng thành phẩm như thế này. Lúc này đây thì người chơi phụ là những nghệ sĩ sẽ mang về. Sau 1 phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy ở trên bàn này đó chính là mỗi bên là 5 bó năng, thưa quý vị và các bạn. Và do ngày hôm nay hai nhân vật của chương trình đó chính là chị Sim, đó chính là cô Gừng, một bên là tuổi cao sức yếu, một bên là mang bệnh trong người, cho nên nhiệm vụ bấm đồng hồ sẽ do chính người chơi phụ là các nghệ sĩ. Hy vọng là hai bạn sẽ làm thật tốt nha. Vâng, chúng ta bắt đầu nào. Hai đội chuẩn bị. Sau tiếng đếm 1, 2, 3 và tiếng còi, phần tranh tài thứ nhất sẽ được bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, những bó năng khi mà được lội xuống những cánh đồng hay là những khung ruộng để chúng ta mang năng lên, nhổ năng lên, mà phải nhổ thật tỉ mỉ nữa. Bên cạnh đó thì những người chơi, đặc biệt là những người làm nghề này. Thưa quý vị, sự cố đã xảy ra đối với đội của chị Sim, đó chính là dây buộc năng bó đầu tiên đã bị đứt và chị đã phải buộc lại dây khác. Thưa quý vị và các bạn, không biết là đó chính là sự cố này không biết đến từ đâu. Hòa Hiệp cũng đang rất cố gắng để hoàn thành bó đầu tiên. Như vậy là đội của Hòa Hiệp chỉ mới có một bó đầu tiên mà thôi, thưa quý vị và các bạn. Và chúng ta cùng chờ xem 29 giây đã trôi qua. Đội của Hùng Thuận đã có 2 bó năng rồi, chỉ còn 3 bó năng nữa mà thôi. Lúc này thì dường như là cô gần không cho thấy tuổi cao sức yếu làm cản trở phần để thực hiện cái phần cân năng cũng là bó năng của mình. Rất là tuyệt vời. Mỗi bên đã 2 bó, thưa quý vị, 3 bó cho đội của Hùng Thuận và cô gần. Còn chị Tiên vẫn đang cố gắng rút ngắn là khoảng cách, chỉ còn 2 bó nữa cho mỗi đội mà thôi. Để xem đội nào sẽ giành chiến thắng, thưa quý vị các bạn. Đội của Hùng Thuận chỉ còn 1 bó nữa mà thôi. Nhanh lên, cô gần đã bắt đầu. Cô gừng đã bắt đầu có sự hấp tấp vội vàng rồi, cộng dây luộc để buộc lại cái bó năng. Hai bên đều gặp sự cố như nhau, thưa quý vị các bạn. Áp lực quá lớn, chúng ta cùng chờ xem là đội nào sẽ giành chiến thắng. Một bó năng còn lại duy nhất mà thôi, đội của Hùng Thuận sẽ giành chiến thắng. Và hy vọng là thời gian sẽ còn kịp để giúp họ mang về 10 triệu đồng cho đội của mình. Nhanh lên nào, khẩn trương lên, không còn nhiều thời gian nữa. Bỏ quyết định rồi, cắt đi Hòa Hiệp, cắt đi. Bấm đi. Không phải nói nhiều điều về phần tranh tài này. Và dường như là cái sự đảo ngược ngoạn mục nó xảy ra ở những phút cuối cùng. Đến với phần kiểm tra thành phẩm trước. Đã có 5 bó năng mang về, đã cắt đi phần ngọn gọn gàng. Mình đã hỏi tay chúc mừng cho đội của Hùng Thuận và Tư Dừng. Bây giờ là thành phẩm của đội Hòa Hiệp và chị Sim đã được cắt phần ngọn. Một đảo tay chúc mừng cho đội Hòa Hiệp. Lúc này
Tôi muốn thắc mắc hỏi Hùng Thuận, bạn là bị chậm lại rất nhiều so với đội của Hòa Hiệp khi mà đội bạn đang dẫn trước. Tôi nghĩ là bó cuối cùng là bó cô Gừng sẽ đem về và Thuận sẽ ở trên này để mà bóng. Nên là Thuận cứ chờ cô Gừng nói cô ơi đem xuống, đem xuống, đem xuống. Mà có lẽ là do mình quá tập trung một phút hơi giây đúng không Thuận? Mà tất cả quý vị để ý nha, để ý rất là xem nha, thấy cái bó không rất hợp với dáng Thượng. Cái bó người ta gọn đây nè, đâu đây nè cái bó của Hiệp nè, rất hợp với dáng Hiệp. Ta làm thấy không, năm bó như nhau cái gì đâu, bó thấp bó cao rồi bó tùm lum đâu đâu có bó thấp bó cao, nó đều hết vậy đó. Và điểm xem là thời gian dừng lại bao nhiêu nha. 1 phút 31 giây, bị lố mất 1 giây rồi. Mà thật sự cô làm rất lẹ, cô làm rất nhanh. Nó là do Thuận thôi. Cô xin lỗi cô. Lần sau con và cô sẽ cố gắng phối hợp. Mình làm, mình trả thù lại. Mình là quyết thắng đợt lần thứ hai. Chị Sim, cùng xem thời gian. Yeah! 1 phút 27 giây. Yeah! Thắng quá rõ ràng. Mới cái bó đầu tiên mà chỉ rung tay vậy nè. Đứt. Chỉ bó mà chỉ rung tay đã vậy á, cái miếng lá nó còn bị đứt nữa chứ. Nhưng mà Hiệp cố gắng chạy và công nhận Hùng Thuận chân nó ngắn mà chạy nhanh thấy sợ luôn à. Mà hên là cái cuối cùng á mình động viên chị ơi bó đi chị, kệ đi chị, bó đi chị. Chị bó lực được cái bắt lên đây liền. Dạ. Chúc mừng chị một lần nữa nha chị Sim nha. Trời, có Hùng Thuận và cô gần 5 triệu đồng nhưng không sao. Một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần cho cô vững tâm hơn. Một phần tặng quà thứ hai cho cô nha. Và người giành chiến thắng 10 triệu đồng cho Hòa Hiệp và chị Sim. Mời quý vị cùng đến phần tìm ra hai khán giả may mắn. Mời Hòa Hiệp. Con đã bỏ hết xíu vô đi chưa? Bây giờ cho Hòa Hiệp một tràng tay thật lớn đi. Hòa Hiệp bốc hai cái thăm may mắn nè. Xin chúc mừng chị Lê Thị Ro, số chứng minh 320696265. Người may mắn thứ hai xin chúc mừng chị Huỳnh Thị Dương, số chứng minh nhân dân 32107871. Hãy dành một tràng tay thật lớn cho hai người đã may mắn được hai triệu, hai tờ tiền tươi xanh. Hôm nay bên nào cũng đang có cái ưu thế là mình rất là lành nghề và mình thần thạo những cái công đoạn mà mình làm. Nhưng quý vị cũng biết là mỗi bó năng chỉ bán được 5.000 đồng mà thôi. Nhưng mà để khách hàng lựa chọn bó năng nào thì nếu đã lựa chọn xong, người bán năng như là cô Gừng, như là chị Sim đây phải lột năng ra rồi mới bán. Cho nên công đoạn lột năng này cũng khá là quan trọng và chúng tôi quyết định lựa chọn đây chính là công đoạn cho phần tranh tài mang tính chất quyết định phần tranh tài thứ hai. Ở mỗi bên quý vị cũng thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 7 chùm năng như vậy. Thì một người chê phụ là các nghệ sĩ mỗi lần đem lên từng chùm đem lên đây. Người chú chính ngồi tại đây và lột năng ra. Khi mà người chê phụ mang lần lượt hết lần lượt 7 chùm năng như vậy mang lên đây. Sau đó người chê phụ mới được quyền đem những cây năng đã được lột ra qua rồi thì mới đem về. Và cứ như vậy, cộng năng cuối cùng thì nhớ nha, Hùng Thuận bạn phải là người bấm đồng hồ. Hy vọng là với phần tranh tài này thì hai đội sẽ hoàn thành thật tốt. Chị Sim cứ yên tâm, chị cứ lột cẩn thận đi. Rồi còn em sẽ cố gắng em chạy. Rồi bên đội của cô Gừng cũng phải cố gắng làm thiệt là cẩn thận. Rồi hy vọng là chân ngắn của Hùng Thuận sẽ chạy thật là nhanh. Cờ kỳ này con với cô sẽ quyết tâm chiến thắng cái vòng này cho bằng được. Rồi, vậy nha, rồi, bắt đầu nè. Phần tranh tài thứ hai sau tiếng đếm 1, 2, 3 và tiếng còi sẽ được bắt đầu. Phần tranh tài thứ hai lột năng 1, 2, 3 bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, phần tranh tài thứ hai này chúng ta thấy được rằng là cái công đoạn đó tỉ mỉ hơn. Cần phải cái tay nghề thật là điêu luyện và chuyên nghiệp. Đó chính là từ những người như là chị Kim, như là chưa mình mang ở dưới lên, lần lượt mang ở dưới lên mới được mang về. Chưa được mang về. Bạn đem ở dưới hết lên bạn mới được mang về. Nhanh lên. Đi xuống đây, mang lên hết mới được mang về. Chưa được mang về, đem lên lại. Bạn lấy ở dưới hết lên mới được mang về. Lấy ở dưới hết lên một lần, lấy một cái thôi, đúng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cùng xem. Đúng rồi.
Mang hết lên, mang hết lên. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc này hai bên. Vâng, cẩn thận nào, cẩn thận. Đột có đường nước ngăn nào. Đúng rồi, cố lên nào, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thời gian không có nhiều nữa, dường như là phần trang thứ hai này thao tác chúng ta chậm hơn, hồi hộp hơn chăng. Cô gừng vẫn đang rất quyết tâm và chị xin cũng vậy. Nhanh lên nào, khẩn trương lên. Khẩn trương lên. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Thời gian trôi qua nhiều quá rồi. Nhanh lên nào, những công năng cuối cùng. Thưa quý vị các bạn, rõ ràng trong phần tranh tài thứ hai này, chúng ta thấy rõ sự lúng túng của cả hai chàng nghệ sĩ. Vâng. Cố lên chị Sim. Và Hùng Thuận bất ngờ đã làm cho tôi cảm thấy phấn chấn khi mà đã về bấm chuông đồng hồ rồi. Không biết là có kịp thời rút ngắn lại thời gian để từ 1 phút 30 giây không. Cố vũ cho chị Sim nào. Hai chàng diễn viên ngày hôm nay làm tôi hồi hộp. Tại cái gì mà cái mà sao, cái mà gì mà cái lúc đầu mà tự nhiên cái mà không có đem lên hết mà cứ cái đem về vậy. Nhưng mà không sao, hai bạn kịp thời gỡ gạt lại bằng cách là cũng đã chạy rất là lẹ để cho không có cái hiện tượng là người chơi chính lột hết năng rồi mà không có năng để lột. Cho nên vẫn rất là tuyệt vời cho phần hỗ trợ này. Vỗ tay để dành tặng cho hai nghệ sĩ được rồi. Thôi, bây giờ chỉ là thành phẩm thầy đã được lột sạch này, quý vị thấy không? Mà khi lột sạch về rồi mình về mình lại mình trộn gỏi được không chị? Được. Mình chấm cá kho được không chị? Dạ ngon. Như vậy là quá tuyệt vời, một tràng vỗ tay cho đội của Hòa Hiệp và chị Sim. Tới bên đây. Đây là thành phẩm. Một tràng vỗ tay cho đội của cô Gừng và đội của Hùng Hùng. Chúng ta cùng kiểm tra đồng hồ. Chị Sim, hy vọng là chị vượt qua được 1 phút 30 giây để cho thấy là cái khả năng của chị nó tuyệt vời như thế nào. Khi mà bản đồng hồ này dở ra thì áp lực lúc này đây không phải nằm ở chị Sim nữa mà là cô Gừng. Mình về sớm hơn không nhiều cô Gừng phải không ạ? Cho nên hy vọng là còn kịp thời giữ lại một chiến thắng cho cô với 1 phút 30 giây trở xuống để cô có thể cân bằng tỷ số. 1 hai người đều cân bằng với nhau. Chị Sim thắng vòng thứ nhất, cô Gừng thắng vòng thứ hai, ai cũng rất xứng đáng đúng không quý vị? Một tràng tay đó là 5 triệu đồng về cái người chị chiến thắng. 10 triệu đồng dành cho cô. Như vậy là chúng ta sẽ cùng tìm ra xem ai là người đến bầu rút logo may mắn với vòng quay may mắn. Chúc mừng cô Gừng và chúc mừng cho chị Sim, mỗi người đã giành một chiến thắng để đến với vòng quay may mắn. Trên tay phiếu lúc này là 2 lá thăm may mắn, 2 màu sắc, màu đỏ và màu xanh. Chúng ta sẽ bốc thăm và chọn cho mình màu may mắn. Sau đó chúng ta sẽ quay vòng quay này. Vòng quay này mũi tên dừng lại ở màu sắc nào, người đang giữ màu sắc đó sẽ vào vòng rút logo may mắn. Cô muốn bốc lá nào cũng được nha, bốc bên kia hay bên đây cũng được, dạ tùy. Dạ rồi. Rồi chúng ta sẽ mở lá thăm ra cho khán giả cùng xem màu may mắn của mình là màu gì. Như vậy đội của chị Sim là màu đỏ, đội của cô Gừng là màu xanh. Vòng quay may mắn ngày hôm nay dành cho chị Sim và cô Gừng xin được bắt đầu. Quý vị chúng ta cùng vỗ tay nào. Xanh hay đỏ, xanh hay đỏ, đỏ hay xanh, tất cả sẽ có trong vòng quay may mắn này. Quý vị cùng chờ xem nha. Nếu là màu xanh, cô Gừng sẽ vào vòng rút logo may mắn. Còn nếu là màu đỏ thì sao? Chắc chắn chị Sim sẽ góp mặt ở vòng trong. Chúng ta cùng xem nào. Màu đỏ hay màu xanh đây? Màu đỏ. Vâng, xin chúc mừng chị Sim. Có lẽ là chúng ta rất là tiếc cho cô Gừng đúng không nào? Nhưng hy vọng là với phần rút thăm tạo thêm số vốn cho gia đình mình thì cô Gừng sẽ chạm tay vào những lá thăm mệnh giá lớn hơn. Chúc cho Gừng đạt được điều đó ạ. Hai thùng thăm, truyền hình Vĩnh Long và công ty Tôn Tân Phước Khang, sản phẩm uy tín chất lượng. Mỗi thùng thăm đều có 10 lá thăm cả và mệnh giá sẽ khác nhau. Một thùng có 9 lá thăm 5 triệu đồng, một lá thăm 10 triệu đồng và một thùng có 5 lá thăm 5 triệu đồng và 5 lá thăm 10 triệu đồng. Hy vọng là cô Gừng sẽ may mắn và chiếm trọn cả 2 lá thăm 10 triệu đồng luôn. Nha cô nha. Mời cô. Xin mời cô. Rồi, thở luôn.
Rồi. Vâng. Dạ, con với cô cùng coi nha con. 10 triệu, 10 yeah. triệu, 10 triệu. Thôi cô mở luôn đi cô. À hên quá, mở luôn hả cô? 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. 10 triệu. Tổng chương trình ngày hôm nay cô đến với Vượt Qua Thử Thách, đến thời điểm này cô đã nhận về cho mình tổng cộng đó chính là 35 triệu đồng. Chúc mừng cô. Rồi, tất cả các quý vị đã chuẩn bị sẵn cái giấy chứng minh nhân dân mình trên tay chưa ạ? Đó nha, rồi rồi xào lên nha, xào lên. Cái một cái bên này, một cái bên kia. Đặng Thị Thâu, số chứng minh nhân dân là 3207 60340. Ai tên Hồng nè? Giang Thị Thu Hồng, 27254074. Rồi, chúc mừng chị. Rồi, đem gửi cho chị đây, 1 triệu. 1 triệu, giơ lên, giơ cao lên. Chiến thắng vẫn gọi tên chị, tại vì sao vậy? Vòng quay may mắn đã mang chị đến đây. Bây giờ hy vọng Huệ sẽ tiếp tục mang đến cho chị may mắn với những bản logo. Mời chúng ta quay phía sau. Chúng ta có 12 bản logo của các thương hiệu tài trợ luôn đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ đến với 6 bản logo bên tay trái trước nè. Ca Coffee, cà phê nguyên chất 100%, sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh. Bột giật nhiệt A3 sạch tinh tươm, kem đánh răng Ebit cho răng trắng khỏe sáng bóng, mát lạnh như băng. Thép muốn là được. Pomito giúp trẻ mau tăng cân. Nước chấm thủy ngư thêm an tâm, thêm tiết kiệm. Chị được lựa chọn một bản logo. Chị chọn bản nào? Bột giặt A3. Bột giặt A3, không thay đổi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Vâng, bây giờ chúng ta còn 6 bản logo còn lại. Formido giúp trẻ mau tăng cân. Công ty nệm Havas, nệm mút, nệm lò xo Havas, giấc ngủ ngon hơn, cuộc sống tốt hơn. Chip bí kíp diệt sâu, chất sắt solid, chất lượng làm nên thương hiệu, sản phẩm của công ty cơ khí Toàn Gia. Phân bón ba lá xanh đẳng cấp của một thương hiệu truyền thống. Thép Đồng Tâm, thép cơ khí chế tạo chính xác, niềm tin của mọi công trình. Chị được lựa chọn một bản nữa. Thì thấy hai đứa con chị nó ốm đó, cho nên bây giờ mình chọn cái sữa bột dinh dưỡng cho mấy bé nó tăng cân lên đi. Chị thấy sao? Sữa bột dinh dưỡng. Sữa bột dinh dưỡng Famido. Famido. Giúp trẻ mau tăng cân. Sữa bột dinh dưỡng Famido giúp trẻ mau tăng cân. Hãy nhìn thẳng vào bảng logo này nha. 3 số 0 rồi. Ôi chết chưa nào. Chị đây sẽ là một số vốn để giúp cho chị tự tin hơn nè, trả hết số nợ nè, cũng như là chữa bệnh. Và điều quan trọng là chị có một cái số vốn để mà lo cho mấy đứa con ăn học đến nơi đến chốn, để sau này nó còn phụng dưỡng lại cho chị nữa. 15 triệu đồng 2 phần tranh tài và 29 triệu đồng cho phần rút logo may mắn. 44 triệu đồng dành tặng cho chị ạ. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến xem là với niềm tạo động lực là rút thăm ngôi nhà mơ ước, thì hai nhân vật của chúng ta có người nào chạm tới được vào ngôi nhà hay không? Quý vị cùng chờ xem nhé. Ghi nhận những gì chị Sim và cô Gừng đã mang đến Vượt Qua Thử Thách ngày hôm nay. Chúng tôi cũng muốn mang đến cho hai nhân vật một cơ hội, chứ là an cư lạc nghiệp cũng là sửa sang lại ngôi nhà của mình để yên tâm hơn. Thưa quý vị, hai thùng thăm truyền hình Vĩnh Long và công ty Tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín chất lượng. Mỗi thùng thăm sẽ có một lá thăm ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng. Những phiếu thăm còn lại là những vật dụng quen thuộc. Và để xem ngày hôm nay cô Gừng và chị Sim ai sẽ là người may mắn, hoặc là cả hai. Cô ơi, hiện bây giờ mình đã may mắn rồi thì con tin chắc là cái may mắn nó sẽ đến với mình nữa. Con chúc cô sẽ lấy được lá thăm ngôi nhà mơ ước. Vâng. Cô Quỳ nghĩ rằng trong hai căn nhà trắng trắng xanh xanh này thì chắc chắn là có một cái căn nhà mơ ước đang chờ đón chị Sim. Thì bây giờ chị chỉ cần lấy tay bóc vô bóc ra thì chúng được căn nhà để có được một cái mái nhà ăn Tết. Chị đồng ý không?
Vì cô Gừng là người không may mắn đến những bản logo, cô xin được chọn thùng thâm trước. Cô chọn thùng thâm nào? Đài Vĩnh Long. Rồi, thùng thâm Đài Vĩnh Long. Còn chị Sim là chị Sim. Tôi chọn Tôn. Công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cho tay vào thùng bóc kìa. Ngôi nhà. Cầm chặt trên tay. Ngôi nhà. À, một nồi cơm điện. À, thôi rồi, có cơm điện ăn. Nè, một bộ thao với nồi inox. À, những cái món quà này thì trung tâm điện máy điện lạnh Khai Trí của thành phố Vĩnh Long còn dành tặng cho mỗi hộ gia đình chúng ta một chiếc TV để có thể theo dõi những chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long và đặc biệt là xem lại chính mình trong vượt qua thử thách nữa. Vâng, một đầu tay thật lớn chúc mừng ạ. Thưa quý vị, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay thì những số vốn tuy là có khác nhau đi chăng nữa thì cũng mang đến một cái cơ hội thật sự để vươn lên thoát nghèo cho hai hộ gia đình, đó chính là chị Sim và cô Gừng. Và có lẽ lời cảm ơn nhiều hơn đến cho Hòa Hiệp và Hồng Thuận đã lúc nào cũng luôn đến với chúng tôi và đồng hành cùng với Đài Truyền hình Vĩnh Long để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đơn vị tài trợ chính, công ty ADC mang đến sự tốt lành cùng nhiều thương hiệu tài trợ khác đã luôn bên cạnh chúng tôi để động viên chúng tôi tiếp tục bước tiếp con đường của vượt qua thử thách và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Và quý vị đừng quên 19:15 tối thứ sáu hàng tuần hãy dành thời gian ngồi trước TV và lựa chọn Đài Truyền hình Vĩnh Long để theo dõi vượt qua thử thách nha. Mình chúc quý bà con sẽ luôn có một mùa bội thu và làm ăn phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại.